Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì cũng là ngày cuối tuần, thì cũng xin chia sẻ cho tất cả anh chị em những cái giò đùi gà trồng thuần tại vườn. Hôm nay thì giảm giá để chia sẻ kết nối đam mê cho anh chị em thôi. Mong rằng anh chị em hãy chia sẻ kênh của Vườn Lan Trường Sơn cho tất cả những anh chị em bạn bè yêu thích hoa lan trên mọi miền Tổ quốc, cái kênh của mình để cho mọi người biết đến nhiều hơn. Thì chia sẻ hôm nay là để kết nối, thì cũng xin được bán với những cái giò đùi gà. Hôm nay bán với giá rất là rẻ, hợp lý cho mọi người. Hôm trước thì đăng những cái giò như này thì mọi người cũng có vẻ là chắc là đùi gà năm nay cũng thấy số lượng hàng cân khá là nhiều. Nhưng anh chị em cũng phải tìm hiểu. Thứ nhất là hàng số lượng hàng cân thì mặc dù anh chị em mua rất là rẻ, không phải là rẻ mà là có lẽ là so với hàng trồng thuần thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là những hàng trồng thuần như thế này không phải là đơn giản để mà có được, bởi vì là mất rất nhiều thời gian và công sức, sau đó là tìm lựa chọn thì cắt tỉa thì được một cái giò lan như thế này. Đấy. Thì hôm nay chia sẻ cho anh chị em luôn. Cứ hai giò đùi gà bán với một mối giá là 120.000 đồng cho hai giò đùi gà. Anh chị em nào lấy một đơn thì mình sẽ tính luôn một đơn là cứ hai giò một, giá là 120.000 một giò. Đây, tất cả những cái đơn như này đã được lựa chọn ra rồi. Đấy, cứ đều 120.000 cho hai giò đùi gà. Anh chị em sưu tầm là mình sẽ chia sẻ luôn. Trông nó vậy thôi nhưng mà cây nó rất là khỏe và cũng khá là nhiều thân tơ để cho mọi người sưu tầm. Đấy. Ngoài ra thì có một số cái cây tóc tiên hương dừa. Đấy. Cây hoa này rất là thơm và thị trường bây giờ thì rất là ít người có. Đấy. Tóc tiên hương dừa một chậu như thế này, giá là 100.000 đồng cho một chậu. Cứ 100.000 đồng. Anh chị em nào lấy một cặp thì là số đẹp là 166.000 cho một cặp tóc tiên hương dừa. Và đây là mình có một giò đuôi chồn hàng rừng của Lai Châu trồng thuần. Đấy, rất là nhiều cây nhé. Rất nhiều cây. Và giá của cây giò dáng hương đuôi chồn này mình bán với giá là 300.000 đồng. Gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây. 300.000 đồng. Hoàng thảo vôi hàng rừng của Lai Châu rất là đẹp và nhiều thân tơ. Đấy, thân rất là to đây mọi người này, anh chị em này. Đấy, giò như này thì mình bán với giá là 200.000 đồng. Đấy, giò vôi to như này, rất nhiều thân tơ này, bán 200.000 đồng. Cực kỳ là đẹp. Đấy, còn những cái giò nhỏ hơn bên này, không phải nhỏ hơn đâu, cây nó ngắn hơn thôi, số lượng cây thì nhiều. Giò như này mình bán 150.000 đồng một giò. Anh chị em sưu tầm thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0987829002. Mình sẽ chụp ảnh để gửi cho tất cả anh chị em. Đấy, như vậy thì nó sẽ rất là hợp lý. Và đây là còn một chậu kèn rừng hàng trồng thuần. Đấy, năm nay thì ra nụ sớm rồi vì trên này là phơi nắng căng đét luôn. Cây này nó ra sớm đấy, ra đúng Tết luôn, chắc chắn là này được hoa chơi Tết rồi. Và cây kèn này thì hai thân, chậu này hai thân, ba thân, một thân ngảo ở đây nữa là ba thân, với lại còn một thân hạc vĩ bám ở đây, thân hạc vĩ rừng của Lai Châu mình trồng lẫn vào đây. Thì chậu này mình bán với giá là 600.000 đồng cho chậu kèn đấy, hàng của rừng Lai Châu nhá. Đấy, anh chị em phải chắc chắn luôn là khẳng định luôn các bạn là mình trồng năm nay là năm cũng phải, chắc phải tầm xem nào, 27, 28, 29, 20, 21 rồi. Đấy, mà cây nó được như này, chăm hoàn toàn tự nhiên. Năm nay phơi nắng trực tiếp nên chắc có giò này ra khả năng được chơi hoa Tết thôi. Đấy, 600.000 đồng. Đây còn một giò nữa. Giò này nhỏ hơn. Giò này thì cũng có 1, 2, 3 thân.
anh chị em nào lấy thì với giá là 350.000 đồng cho giỏ kèn như thế, trồng vào cục gỗ. Phi điệp tím, hàng rừng của Sìn Hồ, vùng thấp Sìn Hồ, Lai Châu. Mình bán hai chậu này. Chậu này còn có 1, 2, 3, 4. Anh chị em nào mà còn sưu tầm vùng miền thì đây, chắc chắn là sẽ không làm anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan thất vọng. 1, 2, 3, 4. Chậu này chỉ có 100.000 đồng thôi. Và chậu số 2 của phi điệp tím cũng là của vùng thấp Sìn Hồ, Lai Châu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thân. Đây. Cực kỳ là đẹp. Chậu này thì cũng trồng được mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay rồi. Đấy. Mình bán với giá chậu này là 200.000 đồng cho chậu phi điệp tím này. Anh chị em muốn sưu tầm vùng miền thì đây, nó là cái dòng rất là ok để cho anh chị em sưu tầm. Vâng, như vậy thì hôm nay clip cũng xin được chia sẻ một số cái mặt hàng cây như vậy để anh chị em có thể sưu tầm được những cái giống tại vườn của mình. Rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, anh chị em ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin xin liên hệ là Vườn Lan Trường Sơn, số điện thoại là 0987 829002, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.